Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cười Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm muối rang đa năng. Với loại gia vị này, các bạn có thể là rang cánh gà nè, rang càng ghẹ, càng cua, rang ốc đều rất là ngon. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm món muối rang á các bạn, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là gạo nếp và gạo tẻ. Gạo nếp á thì mình chuẩn bị là 100g. Các bạn ngâm qua đêm, gạo tẻ cũng vậy luôn, cũng 100g các bạn ngâm qua đêm luôn. Mình ngâm như vậy á thì mình rang lên, thứ nhất là nó sẽ xốp giòn và thứ hai nữa là nó thơm lắm các bạn. Ngâm thì các bạn có việc là mình bóp á, mình bóp vô trong cái ngón tay của mình nè, nếu mà nó nát ra như thế này nè là mới được nha các bạn. Ngoài gạo nếp và gạo tẻ ra, đây là gạo nếp nè ha, còn đây là gạo tẻ ha. Rồi ngoài gạo nếp và gạo tẻ ra thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình là 50g cái phần bột chiên xù, 50g đậu xanh, ngâm cỡ khoảng 2 tiếng, một ít tiêu nè, muối nè và ớt khô. Rồi bây giờ mình sẽ cho gạo nếp vào đây mình rang. Thông thường á thì với các món mà rang muối các bạn mua bên ngoài các bạn ăn á thì hầu như là 90% người ta làm từ cái bột ngọt. Tại vì nếu mà làm muối rang mà làm từ những nguyên liệu như thế này các bạn làm mà để bán quán thì nó không có lời được. Còn ví dụ như mình làm gia đình á thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái công thức này rất là ngon và nó thơm. Muối này không chỉ là mình rang gà này mà các bạn có thể là rang hải sản, rang càng ghẹ càng cua, rang ốc. Gạo nếp sau khi mà các bạn rang được khoảng 10 phút rồi đó các bạn, lúc này thì cái hạt gạo nó đã hơi khô rồi ha. Lúc này mình cho gạo tẻ vào. Thì khi mà các bạn rang nó được cỡ khoảng 15 đến 20 phút á, lúc đó các bạn sẽ nghe những cái tiếng lách tách là lúc này cái hạt gạo và hạt nếp của mình đó các bạn nó đã chín đủ rồi ha. Thì khi đó các bạn tắt lửa đi ha. Mình tiếp tục là mình rang trên cái chảo không như vậy. Mình rang đến khi mà cái gạo của mình nó hơi nguội lại chút xíu là được nha các bạn. Thì khi đó mình ăn cái giòn xốp chứ nó không có bị cứng. Gạo mà rang xong rồi đó thì các bạn vớt nó ra ha, để cho nó nguội lại bớt. Mình sẽ rang tiếp đậu xanh. Đậu xanh sau khi các bạn ngâm 2 tiếng rồi đó, mình vớt cho ráo nước là mình rang ha. Trong cái công thức này thì mình không có sử dụng cái chất mà nó có dầu, ví dụ như là bánh oxy nè hoặc là bánh phồng tôm á các bạn, mà mình sử dụng cái bột chiên xù. Mình làm như vậy công thức này á, thì nó sẽ để được cho các bạn rất là lâu ha, các bạn có thể bảo quản trong vòng khoảng 6 đến 7 tháng luôn. Còn nếu mà mình dùng những công thức mà nó có cái bánh mà có dầu trong đó đó thì mình sẽ để chỉ được khoảng 1 đến 2 tháng thôi. Nhưng mà ăn thì nó sẽ ngon hơn ha các bạn, cái vị của nó sẽ đậm hơn. Còn mình làm theo kiểu này á, thì cái vị nó sẽ lạt hơn nhưng mà bảo quản được rất là lâu. Đậu xanh mà khi mà nó chín á các bạn, nó cũng phồng ra nữa, nó sẽ nổ lách bách và nó văng lên giống như là nó nhảy ra nhảy vậy đó các bạn thấy không? Đó. Ha, thì mình tiếp tục là mình đảo ha. Thường thì mình đậu xanh thì mình vẫn để lửa ha các bạn, để thêm cỡ khoảng từ 3 đến 5 phút nữa là mình hãy tắt. Nói chung mình ngâm rồi mình rang nó cũng nhanh chín lắm. Mình để lửa nó không có nhỏ ha, nó trên mức nhỏ nên là mình rang nó nhanh. Còn nếu mà các bạn mà để lửa nhỏ thì mình rang nó hơi lâu xíu ha. Đây lúc này thì mình tắt lửa rồi ha, mình cho vào đây nó cỡ khoảng một muỗng tiêu. Tiêu thì mình dùng tiêu đen á các bạn, thì mình ra cái muối nó sẽ không có được trắng, nó không có được đẹp. Mình các bạn dùng tiêu sọ trắng á thì mình ra cái muối nó sẽ ngon hơn ha. Mình rang như vậy để cho cái tiêu mình nó dậy mùi thơm lên, với lại nó cũng làm cho cái đậu xanh mình nó bớt đi cái độ nóng của nó. Sau khi mình rang hết tất cả rồi đó các bạn, cuối cùng là tới cái bột chiên xù, mình cũng cho vào chảo mình rang luôn ha. Cái này thì các bạn rang nhanh thôi, cỡ khoảng 1-2 phút là bột chiên xù nó chín nè. Nếu mà các bạn không thích dùng bột chiên xù này thì các bạn dùng cái vụn bánh mì cũng được. Các bạn mua bánh mì về các bạn để cho nó hoặc là mình đem phơi nắng cho nó khô rồi mình bóp ra, thì nhiêu đây thì nó cỡ khoảng nửa ổ bánh mì các bạn. Đây khi mà mình rang cái bánh mì này thì các bạn cho mình vào đây là khoảng 2 muỗng muối ha, cỡ khoảng 10g. Thì thường các bạn đi ăn quán, các bạn ăn một cái dĩa càng ghẹ như vậy thì nó cỡ khoảng 8 đến 10 cái càng đúng không, thì người ta sẽ múc cho các bạn cỡ khoảng một cái muỗng bột ngọt, cái muỗng cơm nhà đó, một muỗng bột ngọt như vậy, rồi đổ vào đó thêm một ít nước nữa rồi rang. Thì khi mà cái bột ngọt mà nó tan chảy ra mà nó khô lại thì nó kết tinh lại, nhìn giống như là mình áo một cái lớp muối vậy đó. Mà các bạn ăn nhiều quá thì nó cũng không có tốt, nên là mình làm cái công thức này thì không có bột ngọt ha. Sau khi mà mình rang hết rồi đó các bạn, mình để cho nó nguội bớt ha. Tại vì nếu mà nó nóng như vậy mình cho vào xay thì nó sẽ làm cho cái lưỡi dao của mình á nó nhanh bị mòn lắm. Mình cho hết vào đây, mình xay cho nó nhuyễn ra. Còn bạn nào mà không có máy xay thì các bạn cho nó vào trong cối á, các bạn giã cho nó nát, nó nhuyễn ra là được nha.
Riêng về cái phần bột chiên xù này nè các bạn, nếu mà mình thích mà mình rang theo cái kiểu mà mình cắn những cái miếng bột á mà nó giòn 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 xốp á thì các bạn khỏi cần xay cũng được ha, mình cho vào đây mình trộn chung luôn. Còn bạn nào mà thích mà kiểu như mà muối mịn nhuyễn thì mình xay sơ thôi ha, mình không cần phải xay nhuyễn lắm đâu, tại vì cái này nó rất là giòn và nó xốp. Đó, mình chỉ cần xay sơ như vậy thôi là được rồi. Thì sau khi mà mình xay xong như thế này rồi đó, các bạn cho mình vào đây, nếu mà mình thích ăn cay nha thì mình cho thêm ớt khô, còn nếu mà không á thì các bạn khỏi cho cũng được. Đó thì đây là cái phần gia vị hoàn chỉnh cho cái món muối rang. Các bạn có thể là rang cánh gà nè, rang hải sản, rang ốc, càng cua càng ghẻ vậy đó các bạn, rất là ngon luôn. Sau khi mà mình để cho nó nguội rồi thì các bạn cứ cho nó vào những cái hũ á, rồi mình bảo quản. Mỗi lần các bạn làm thì các bạn có thể là múc khoảng một muỗng như thế này ha, mình áo cho một dĩa. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm muối rang. Hy vọng rằng là các bạn đã thích món muối rang này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.